Ông cháu cắt tóc cái gì ông cháu? Có quả đầu nào chất nhất ở đây, cắt tóc cháu. Chất nhất ở đây luôn à? Chất nhất luôn. Nhưng mà ông cháu thích kiểu chất nhất ở đây của chú là môi cần chéo rồi, Tommy Shelby rồi. Thì ông cháu thích cắt đầu gì? Cháu thích cắt lê bông. Lê bông à? Vâng. Ok, vào việc luôn nhé, xung quanh ông cháu cắt trắng hay cắt xanh? Cắt trắng. Thôi ông cháu cắt xanh thì chú nói thật, mày cắt xanh đẹp hơn, mặt mày gầy. Vâng, rồi. Cắt xanh nhá. Vâng. Mà thôi cắt trắng nhá. Thôi cắt xanh. Lại cắt xanh. Vâng. Thôi chú nói thật, để mà tiết kiệm tiền thì mày cắt trắng đi. Xấu một tí cũng được nhưng mà vài hôm nữa mọc lên đẹp hơn. Thôi nhá. Cắt trắng nhá. Cắt xanh. Ôi thôi được rồi, vào việc luôn, chiến luôn. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Được không ông cháu? Quả đấy mai cắt xanh của cháu đâu, sao ông chưa cắt trắng thế này? Ôi thôi chú lại cắt nhầm rồi, thế mày thông cảm chú được không? Không được, cháu mất tiền mà. Thôi thông cảm chú đi, chọn cắt trắng rồi bỏ qua chú được không? Không, thôi cháu về mách bố thôi. Thôi về bỏ qua chú đi, thôi đừng về mách bố được không? Thôi. Chú đền mày 200 được không? Hả? À, 5 đừng... lít. 5 lít á? Cả ngày làm được vài đồng đền 5 lít bao giờ không? Mày có 5 lít không cho chú vay mà? Cháu không có rồi. Thôi tìm chú chuyển khoản nhá. Vâng. Đừng về mách bố nhá. Vâng. Thôi đi về đi. Tí chú ra chú chuyển khoản nhá, mày có tính đấy đi. Thôi ra tay làm cho